Du lịch quay trở lại với trạng thái phục hồi, tuy vậy những nhân sự làm du lịch thì vẫn chưa quay trở lại trạng thái đó, dẫn ra một nghịch lý, đó chính là sự mất cân bằng trong việc cả đảm bảo dịch vụ du lịch cũng như là hướng tới những chất lượng tốt hơn. Và một trong những vấn đề cũng được đưa ra trong thời gian gần đây đó chính là hiện nay, việc nhiều cơ sở lưu trú qua đêm như là khách sạn, nhà nghỉ vẫn đề nghị giữ lại căn cước công dân của khách, sau đó thì mới chính thức làm thủ tục giao phòng. Việc này khiến cho rất nhiều du khách không hài lòng, thậm chí còn khó chịu bởi vì họ mất rất là nhiều thời gian để đi lại làm căn cứ công dân vì đáng trí hay để quên hoặc thất lạc. Vậy việc cả giữ thẻ căn cứ công dân qua đêm như vậy có đúng luật hay không? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu qua câu chuyện sau đây. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06, Bộ Công an cho biết, theo quy định, chỉ những cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mới có thẩm quyền tạm giữ thẻ căn cước công dân. Trong các giao dịch dân sự như xin việc làm, thuê phòng trọ, khách sạn, nhà nghỉ lưu trú qua đêm thì chủ cơ sở lễ tân không có quyền giữ căn cước công dân của khách mà chỉ được phép yêu cầu khách xuất trình căn cước công dân để kiểm tra thông tin.